Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Tư ngày 24 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ. Nuôi gà Đông Tảo cho thu lãi 200 triệu đồng một năm. Nhộn nhịp thị trường cây cảnh hoa dịp Tết tại huyện Văn Giang. Vì sao nhiều người dân không mặn mà với nước sạch? Di rời 47 linh vật biểu tượng không phù hợp ra khỏi các di tích. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 1, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả mà Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Về các nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2018, đồng chí yêu cầu các cấp ủy khối doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cấp ủy và ban giám đốc các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, chỉ đạo, tận dụng tối đa những lợi thế khi tham gia thương mại quốc tế, chú trọng đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp cần tiếp tục lãnh đạo công tác vận động quần chúng, đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường đối thoại trực tiếp, mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng nắm bắt thông tin đa chiều. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao ý thức xây dựng và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bổ nhiệm đồng chí Trịnh Văn Diễn, tỉnh ủy viên, giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt nhanh công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo tập thể lãnh đạo và các phòng ban trong cơ quan làm tốt công tác tham mưu tổng hợp kế hoạch và đầu tư vào địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2017, tiếp nhận dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật. Vì vậy, phát huy kết quả đã đạt được, lãnh đạo sở tiếp tục làm tốt công tác thẩm định, tranh thủ các nguồn lực nhà đầu tư lớn vào đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên phát triển mạnh hơn nữa. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo sở tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt vai trò chức năng nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng 24 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho đảng viên Nguyễn Văn Sơn ở thôn Trắc Điền, xã Đan Lộc, huyện Ân Thi. Đảng viên Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1927, vào Đảng năm 1948, là cán bộ lão thành cách mạng có nhiều đóng góp trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn bó đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết gia đình và mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được. Thời gian tới, ngành cần chủ động chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể tỉnh để thực hiện tốt các chương trình đề án về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
tăng cường vai trò quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, đẩy mạnh triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng chí nhấn mạnh, ngành cần quan tâm đến thể thao quần chúng và tập trung đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn để nâng tầm thể thao thành tích cao của tỉnh, tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, đặc biệt cần sớm chọn những sản phẩm du lịch đặc trưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Ân Thi về triển khai quyết định số 438 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch khung chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đến năm 2020. Sau khi đi kiểm tra thực tiễn tại xã Hồng Quang và làm việc với lãnh đạo huyện Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Ân Thi phải thống kê, nắm cụ thể tình hình chuyển đổi của các thôn, xã, thị trấn, diện tích của các loại hình chuyển đổi để tháo gỡ những khó khăn cho người dân. Từ đó có định hướng mở rộng chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân có nhu cầu chuyển đổi. Quy hoạch chuyển đổi phải gắn với thực tế, nhu cầu của người dân, định hướng sản xuất với đặc thù thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường để tạo vùng sản xuất tập trung. Song song với đó phải xử lý các vi phạm trong chuyển đổi sử dụng đất. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, huyện Ân Thi phải sớm có quy hoạch tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu chuyển đổi, cùng với đó phải có cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm. Cùng với các ngành của tỉnh tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng cho nhân dân sản xuất cây con sát với thị hiếu của thị trường. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và các địa phương trên địa bàn. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền trên báo chí và khẳng định báo chí đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, đặc biệt là chất lượng chính trị và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để các địa phương phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, thúc đẩy việc hoàn thành toàn diện nhiệm vụ của quân khu và các địa phương. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng bằng khen cho Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, anh Lưu Chí Uyển ở xóm Đông Lễ, thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoai Châu, mỗi năm thu lãi 200 triệu đồng nhờ nuôi gà. Tự nhận nuôi gà là nghề tay trái, bởi ngoài công việc này, phần lớn thời gian anh Uyển dành để canh tác rau màu và các diện tích quất cảnh. Thực tế, với kinh nghiệm nuôi gà Đông Tảo gần 20 năm nay, anh Uyển đã thuần thục kỹ thuật chăm sóc để cho ra những con gà có mẫu mã đẹp và chất lượng. Anh thường duy trì nuôi 200 con gà, tự tay thụ tinh chăm sóc gà cho đến gà trưởng thành, với mong muốn cung cấp những con gà có chất lượng và mẫu mã đẹp nhất tới người tiêu dùng. Thức ăn cho gà anh thường sử dụng thóc ngô, cùng với tiêm các loại vaccine, anh còn thường xuyên vệ sinh chuồng trại để đảm bảo đàn gà sinh trưởng tốt. Mỗi năm, anh xuất bán từ 4 đến 5 tạ gà thịt, hàng chục con gà biếu và 1.000 gà giống. Riêng dịp Tết Nguyên đán sắp tới, anh sẽ cung cấp cho thị trường hơn 2 tạ gà thịt với giá bán từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một kg và gà biếu Tết với giá bán từ 2 triệu đến 4 triệu đồng một con. Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường cây cảnh ở huyện Văn Giang sôi động nhộn nhịp từ nhiều ngày nay. Tại trung tâm huyện Văn Giang cũng như các tuyến đường trục chính, các nhà vườn đã bắt đầu bày bán các loại cây cảnh. Năm nay không chỉ có bưởi cam đường canh mà quất cũng được các nhà vườn đưa vào trồng trong chậu lọ lục bình và được uốn tỉa tạo thế, đáp ứng sở thích người tiêu dùng. Các nhà vườn cho biết so với năm ngoái, năm nay thị trường có phần sôi động hơn, lượng khách hàng đến đặt mua nhiều hơn, sớm hơn. Giá bán cao hơn khoảng 20% so với năm ngoái, trung bình từ 400 đến 500 nghìn đồng một cây quất dáng tháp, từ 500 đến 700 nghìn đồng một cây quất thế. Cam quýt bưởi cảnh đã lên chậu, có giá bán trung bình từ 2 đến 4 triệu đồng một cây. Nhiều cây có giá vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đến thời điểm này, 70% số cây đã được các lái buôn đến đặt mua. Thời điểm này, người trồng khoai tây ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi đang tích cực thu hoạch để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết.
Toàn xã có 250 hộ trồng với diện tích gần 30 mẫu, tập trung ở thôn Đỗ Hạ. Cây khoai tây trồng từ tháng 10 âm lịch và sau gần 3 tháng thu hoạch. Khoai tây được thu liên tiếp trong một tháng, trung bình một sào cho khoảng 4 tạ khoai. Với mức giá trung bình từ 6 đến 14.000 đồng 1 kg, tùy độ to nhỏ và độ nhẵn của khoai, trừ chi phí mỗi sào khoai cho thu từ 4 đến 5 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh lấy nước đồ ải, chuẩn bị gieo cấy vụ lúa đông xuân năm 2018. Theo kế hoạch vụ đông xuân 2018, toàn tỉnh gieo cấy gần 34.500 ha lúa, trong đó chủ yếu là gieo cấy trà xuân muộn, tập trung vào các giống lúa chất lượng cao như RVT, Bắc Thơm. Nhằm chuẩn bị cho lịch gieo cấy đúng khung thời vụ, những ngày vừa qua tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trên địa bàn các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cử đã thu hoạch rau màu vụ đông, lấy nước đổ ải, làm đất để phục vụ gieo cấy. Kết thúc lịch đổ ải đợt 1, từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, toàn tỉnh đã đổ ải được 30% diện tích. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh các nguồn nước hợp vệ sinh, ở nhiều địa phương đã xây dựng được nhà máy cấp nước sạch. Tuy nhiên thực tế hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta tỷ lệ người dân sử dụng nước máy còn thấp. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, vấn đề bảo vệ sức khỏe và vệ sinh môi trường. Vậy vì sao nhiều người dân lại không mặn mà với nước máy? Từ một năm nay, gia đình bà Vũ Thị Đượm ở thôn Kệ Châu 1, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên cùng với nhiều người dân rất phấn khởi vì được dùng nước máy. Gia đình bà có 3 người dùng nước thoải mái từ giặt giũ, tắm rửa đến ăn uống cũng chỉ hết khoảng 70.000 đồng một tháng. Trước đây chúng tôi dùng nước giếng khoan thì nó có cặn mà nước nó vàng, rửa bát đũa nó cũng vàng, nó cóc kỉnh vào. Thế mà từ dạo nhà máy nước thành lập ở cái thôn, cái xã này thì bây giờ từ dạo dùng là nước rất là sạch sẽ. Giặt cái quần, cái áo nó cũng trắng, mà cái bát bát đũa nó không cáu vàng nữa, bà con phấn khởi lắm. Công ty cấp nước Phú Hưng đóng trên địa bàn thôn Kệ Châu 1, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2017. Với công suất 3.000 mét khối ngày đêm, công ty sẽ cung cấp nước sạch cho khoảng 12.000 hộ dân của 9 xã trên địa bàn huyện Kim Động, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và Trường Đại học Thủy Lợi. Hiện công ty đã cung cấp nước cho 7.000 hộ dân, chiếm 60% so với công suất đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp và là một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do thói quen sử dụng nguồn nước từ giếng khoan và nước mưa của người dân. Cái lý do chính là người ta chưa có một cái thói quen là hàng tháng phải trả thêm một cái loại tiền nữa. Những cái nhà mà người ta có sẵn có bể lọc, bể nước các thứ của cái giếng khoan rồi thì thế nên người ta phá cái hệ thống đó đi thì người ta lại tiếc. Theo thống kê của Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh, hiện tỷ lệ người dân sử dụng nước máy trên toàn tỉnh mới chiếm trên 60%. Con số này vẫn còn thấp so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Thậm chí có nơi người dân sống ngay cạnh nhà máy cấp nước sạch nhưng vẫn dùng nước giếng khoan và nước mưa. Như tại Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, mặc dù đường ống nước sạch đều đã được triển khai xây dựng ở các thôn, tuy nhiên số hộ dân đăng ký sử dụng lại chưa nhiều. Thậm chí có gia đình hoàn toàn thờ ơ với nước sạch. Và một trong những lý giải của người dân chính là do chi phí đấu nối sử dụng nước máy ban đầu khá cao. Vì cái chi phí lắp đặt của nước sạch vẫn còn rất là cao ạ. Chính vì thế mà không chỉ riêng em mà rất nhiều hộ dân trong thôn vẫn chưa dùng nước sạch ạ. Chi phí ban đầu cho bà con nhân dân như thế là nó hơi cao. Cái thứ hai nữa về vấn đề nguồn nước của xã Nhân Hòa thì nguồn nước rất là sạch. Đấy. Cho nên so sánh hai cái nguồn nước như vậy thì nó vẫn đảm bảo được thôi. Cho nên đến nay tỷ lệ hộ dân mới dùng được khoảng 15%, nên là so với cái mức độ của như thế là cũng rất là thấp. Một nguyên nhân nữa dẫn đến tỷ lệ sử dụng nước máy thấp là do nhiều người dân vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng nước của đơn vị cung cấp, cũng như chưa có nhận thức đúng đắn về lợi ích của nước sạch trong bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung với không khí mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, các cổ động viên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động cổ vũ vui mừng chiến thắng. Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trong trận đấu với đội tuyển Qatar, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ buồn, vui, hy vọng cho đến vỡ òa trong niềm vui chiến thắng để bước vào trận chung kết giải U23 châu Á.
hàng nghìn người hâm mộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đổ ra các tuyến đường reo hò cổ vũ ăn mừng chiến thắng. Mọi người mang theo cờ hoa biểu ngữ, hô vang trên nhiều tuyến đường. Hoạt động vui mừng chiến thắng diễn ra văn minh, lịch sự, không xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, lực lượng công an cũng tăng cường lực lượng để ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng để có hành vi quá khích, gây mất an ninh trật tự. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 1, công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina 100% vốn Hàn Quốc đang hoạt động tại khu công nghiệp Phú Rê A, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ ba công ty Hyundai tổ chức khám chữa bệnh miễn phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Năm nay có 1.200 lượt bệnh nhân thuộc các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Ân Thi, Phù Cử, Kim Động và thành phố Hưng Yên được khám bệnh miễn phí. Các bác sĩ chuyên gia đến từ Hàn Quốc tiến hành khám chữa bệnh nội ngoại khoa, nhãn khoa, nha khoa, siêu âm, chụp X-quang, điện tim. Cũng trong dịp này, lãnh đạo công ty đã đến thăm và tặng 200 suất quà trị giá 400 triệu đồng cho học sinh trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật, huyện Tiên Lữ. Hyundai Aluminum Vina đã và đang triển khai các hoạt động tình nguyện nhằm phát triển cộng đồng xã hội tại các địa phương, như cuộc vận động sửa chữa nhà tình thương cho người lao động, trao tặng các suất học bổng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hưng Yên, hỗ trợ đào tạo kỹ sư lao động có tay nghề. Hoạt động khám chữa bệnh lần này càng ý nghĩa hơn khi không chỉ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào hoạt động tình nguyện vì trách nhiệm cộng đồng mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như nâng cao đời sống sức khỏe cho người dân. Thời gian qua, đây là một trong những doanh nghiệp đi đầu trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, thăm tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay trên quốc lộ 38B, đoạn từ thành phố Hưng Yên đến huyện Tiên Lữ, Phù Cử, thường xuất hiện nhiều xe quá khổ quá tải, ngang nhiên lưu thông gây mất an toàn giao thông. Các xe quá khổ quá tải chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng che chắn sơ sài, cơi nới thành thùng chạy trên đường bất kể ngày hay đêm. Theo người dân cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe quá khổ quá tải, xe cỡ lớn đi với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi gây bức xúc cho người dân. Trước tình trạng trên, đề nghị các lực lượng liên quan cần có biện pháp ngăn chặn xử lý những phương tiện cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có những quy định mới tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế. Cụ thể là đối với các cơ sở khám chữa bệnh về bảo hiểm y tế khi tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia trên cổng thông tin giám định về bảo hiểm y tế mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng, thì liên hệ với bộ phận giám định thẻ bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để xác minh, không được phép yêu cầu bệnh nhân người bệnh quay về đổi thẻ bảo hiểm y tế. Trước đây, thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế thường được ghi rõ thời hạn sử dụng thì năm 2018, trên thẻ chỉ in giá trị sử dụng từ ngày được cấp và không có thời gian hết hạn. Đồng thời yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội trả thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia. Đây là điểm mới mang tính ưu việt cao giúp người dân dễ dàng theo dõi thông tin, đảm bảo quyền lợi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế được dễ dàng. Theo đó, 10 số cuối của thẻ bảo hiểm y tế chính là mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia. Sau 3 năm thực hiện công văn số 2662 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về không sử dụng biểu tượng sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, đến nay, công tác di rời loại bỏ linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã di rời được 47 linh vật biểu tượng không phù hợp tại 23 di tích ra ngoài khu vực bảo vệ của di tích. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 23 năm 2016 về việc ban hành quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, tại Điều 13, quyết định đã chỉ rõ việc tiếp nhận bổ sung biểu tượng, sản phẩm, linh vật, đồ thờ tự mới vào di tích phải bảo đảm quy trình, nguyên tắc. Tổ chức cá nhân được giao quyền quản lý và sử dụng di tích phải có văn bản đề nghị gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chỉ được tiếp nhận bổ sung biểu tượng, sản phẩm, linh vật, đồ thờ tự sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc di dời linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích, các cấp, ngành cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, không sử dụng hiện vật ngoại lai và di dời hiện vật ra khỏi di tích. Đồng thời đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, nghiên cứu về các biểu tượng linh vật thuần Việt, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chị Hiền ở xã Đức Hợp trồng chuối thu lãi trên 1 tỷ đồng một năm. Xã Tân Dân nhiều gia đình tích cực khiến đất làm đường. Sông Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.